Đại đạo quyền quyền hư không địa mẫu vô lượng từ tôn. Có bài kệ rằng trí thân là khổ phải trao thông, quyền châu cũng ở cõi phàm trần, hàm linh cấm đức nhờ kính chúa, quyển tập hằng xem thay sanh trương, ân giao ngũ cốc cầu trăm họ, tông truyền địa mẫu chúa muôn dân. Linh hiển rõ ràng đừng khinh về, kinh văn rực rỡ giữ lòng tung. Kế tiếp bài tán dương công đức mẫu. Mỗi trăng tam nhật mẫu, chí tâm trì kính mẫu, tha thiết nguyện chúng sanh đoạn dứt bao nghiệp khổ, lời châu địa mẫu kinh tâm quyết thư lệnh mẹ, hoằng bao la màu nhiệm độ dân an quốc thới, mùa màng được sung túc dưỡng dục độ chúng sanh, tiêu tài tư phước thọ cái tội miễn quan khiên, nhất quyển tiêu dạng kiếp địa mẫu bảo an ninh, vĩnh bất sanh phàm hạ, tình mẹ thương lai lan nhân đức vô cùng tận, mẹ bảo hộ nhân dân được an nhàn trường cư, xin đem mọi công đức dâng lễ địa mẫu kinh, hồi hướng cho nhân loại lợi ích khắp chúng sanh, ở mười phương pháp giới đều giúp mê khai ngộ, thoát khỏi sanh lão tử nương nhờ linh điển mẹ, chứng đặng quả bồ đề sớm trở về đất Phật. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Kế tiếp là bài sám kinh địa mẫu, bài văn đăng. Dân đua thiên thành tâm kính mẫu, ngọn linh đăng soi thôi mười phương, điện quang tỏa ánh chiếu dương, cầu sinh từ mẫu Tây Phương chính đài.
đến. Mường thương sợ đồng băng khoăn, nhìn đắng lòng tưởng mẹ gần bên con. Xưa mẫu ngự chim loan tại miếu, tình thêm tay viền diệu ứng linh. Búc cơ mẹ thảo tâm kinh, lời châu chép lại tâm tình mẫu thương. Nhìn biển cả trùng dương nước biếc, tiếng khổ sầu tha thiết lòng đau. Mẹ trong từng lượng sống ào, bao nhiêu sống ở lượng nghẹn ngào bấy nhiêu. Cánh dương trần gặp nhiều gian khổ, mẹ sang khai qua độ khắp nơi. Núi sông vũ trụ đất trời, chính do hoàng mẫu tạo đời an vui. Con trẻ nguyện sớm chiều tu niệm, ngày lẫn đêm lo kiếm hạnh con. Dân đăng mẹ chứng lòng son, dân dân ba tâm nước non thanh bình. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Kế kiếp bà Vinh Hương, ngày kỷ niệm trăng mười thập bát, gió đông về ngào ngạt muôn thương. Chốn trần trẻ dạy dân hương, thỉnh cầu từ mẫu Tây Phương chứng đàn. Dân nén hương lợi vàng cung kính, tiên trẻ thơ nguyện thánh mẹ hiền. Lại cầu dòng thâu cung tiên, nơi Tây Dương máu diệu quyền chứng minh. Mẹ thương con thâm tình muôn thuở, đạo hoằng khai truyền mở khắp nơi. Gắn tu thoát tục xa đời, quê tiên chốn cũ là nơi trở về. Nhìn quang cảnh sơn khê non nước, cõi giới ba hưởng phước mẹ ban. Chính do hoàng mẫu chính an, độ cho sanh chúng một đàn chánh tu. Làng khói bạc ngút mù bay tỏa, tâm hưng thành hiện rõ diệu. Đại hương mẹ ngự không trung, thức tâm kẻ thế soi chung gương hiền. Tam nhật mẫu cố xuyên bái mẫu, tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ thương. Con vì dân chiến tâm hương, lại mẹ phụ đức thập phương an lành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Kế tiếp bài chân trầm. Nhìn làng khói trầm hương bay tỏa, nhớ mẫu hiền lệ nhỏ dòng châu. Đàn con tha thiết nguyện cầu, mẫu từ phủ điển nhiệm màu chứng minh. Chốn trần miền cung đại lễ, kỷ niệm ngày giáng thế từ tôn. Thượng từng mẹ phú càng khôn, chuyển khai hoằng đạo pháp môn hạnh từ. Đọc kinh mẫu lòng như sao xuyến, gợi tâm thành thâm viên mẫu thân. Chuông chùa vang tiếng xa ngân, chánh lòng con trẻ tuôn dòng lệ xa. Khói hương trầm thiết tha theo gió, án mây lành hiện rõ quyền viên.
con nguyện kiếp kiếp tu trì nương về theo bóng từ bi mẫu vàng, cầu lãnh mẹ chính an non nước điển mẫu từ ban phước chúng sanh trần gian biết nẻo tu hành nhờ đèn trí huệ phúc lành mẹ tâm chánh giác đạo vàng rực rỡ hạt bồ đề nảy nở rừng cây âm tiền nói nhịp tháng mây điển tiên mẹ chính nhật nay kính ở đàn nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh bàn văn quan qua tươi thâm kinh dân từ mẫu gió hương lành nhẹ thổi mười phương dập đầu lại mẹ xót thương chứng lòng con trẻ cúng dường dân qua lời gian cầu thiết tha ai quán chốn dương trần tở án phù dân chúng sanh đau khổ vô ngần thành tâm lại mẹ gọi lần tội xưa ngày kỷ mẫu sớm trưa bay mẫu tiếng chân thành giọng thâu diệu cung gân tu nội chi ba tùng bồ đề hạnh nguyện thơm chúng hương lành điển quyền linh phủ quanh bao khắp nhớ mẫu hiền con chắp tay cầu lại mẹ độ hết năm châu cầu xin sanh chúng sớm hầu diêu cung người chôn thay hiu trung chọn giữ hội long qua mẫu tử tương phùng hương lành thơm ngát lạ lùng bồ đề rộ nở tại cung diêu trì qua thơm ngát con quỳ dâng lễ lại mẫu thương gian thê chứng minh tay ngà dân đó qua sinh thỉnh cầu mẹ giang điển linh chứng đàn nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Khi tiếp bài nhân quả quả tươi sanh tâm thành cúng kính tiếng trẻ thờ nguyện thánh từ thôn điển linh phủ khắp càng khôn chuyển khai đại đạo tiếng ở đồn gian xa tụng kinh mẫu gia gia ổn mẹ gian trần hỗn độn sơ khai lời châu ghi lại trần ai là do viết mạch phi tài từ tôn quái linh đi mẫu bao gồm vũ trụ dưỡng nuôi con hấp thụ điển thiên phước tài lộc thọ truyền miên dân lành nước hạnh nhà yên thanh bình tam nhật mẫu trì kinh địa mẫu chúng sanh đều xô đổi nhàn thanh mùa màng sung túc tươi xanh quá hoa thơm ngát hương lành từ bi thăm ân mẹ khắc ghi sanh sử kỷ niệm ngày mẹ ngữ không trung dập đầu bái tạ dương cung đồ ăn xanh chúng tao cùng đông qua kinh lại mẫu thiết tha lời trẻ dân quả tươi thỉnh mẹ chính tri dập đầu lại đức diệu trì điển linh mẹ phụ cứu mi dân lành nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kế tiếp bài dân thủy cung kính dân thủy thanh thơm ngát nhớ trăng mười
ngọc khấn nguyện cung. Đàn con trẻ vì sinh mẹ chính, độ dân lành bền vững tâm tu. Sơn khê rảo bước ngao du, vào nơi biển tánh rừng du tu hiền. Dân thủy thơm kiền thiền giọng bái, điển mẫu từ phủ rải khắp nơi. Mẹ thương dưỡng dục khuyên đời, ngự nơi thượng cõi ban lời ngọc châu. Mẹ truyền pháp nhiệm màu phán chiếu, cứu đàn con tận hiếu tận trung. Nguồn thương mẹ phủ ngàn trùng, suối lòng nhào ngạt ban chúng con lành. Chính mẹ tạo non xanh tươi thắm, biển sông sâu thấm thấm trùng khơi. Hoằng khai đại đạo khắp nơi, kể từ vô thủy đến đại hậu. Tâm kinh nghe mẫu lời khuyên lai láng, điển quyền linh tỏa sang mười phương. Tại dân bát ngọc trà hương, thành tâm lại mẹ xót thương chứng đàn. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng. Kế tiếp bài sám kinh địa mẫu, địa mẫu kinh. Phổ trung nơi huyện thành cố, tỉnh thêm tây miêu cổ ứng linh. Thượng tầng tòa ánh quang minh, chim loan mẫu ngự truyền kính răng đời. Kim ngôn mẹ đây lời mạch quyến, đức từ tôn tha thiết khuyên con. Hiếu trung giữ vẹn cho tròn, mẹ hiền phủ biển bao toàn chúng sanh. Tam nhật mẫu tâm thành kính mẫu, tấm lòng son giọng thấu diêu. Gia gia xâm hợp trùng phùng, dân an quốc thời hướng chúng thanh bình. Mùa màng đưa tới sinh xuân túc, mẹ độ con từng phút từng giây. Núi sông vũ trụ đó đây, chính do hoàng mẫu dựng gầy tạo nên. Linh điển mẹ dưới trên phân rõ, tâm chân kinh mẹ tỏ lời châu. Hoằng khai đại đạo nhiệm màu, quá xanh bốn biển năm châu tươi nhuận. Phật mẫu ngỡ thượng từng đó thế, điển chân linh phước huệ rải ban. Tâm kinh mẫu dạy rõ ràng, con lành hiếu thảo đàn tràng cung kính. Phước lộc thọ hiển vinh do mẫu, trọn đủ thời kỳ mẫu hằng niên. Dân an nước thạnh nhà yên, lời châu mẫu dạy gắn chuyên tu trì. Thơ thâm diệu huyền di cơ bút, mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh. Xưa vua bàn có phong danh, diêu trì Phật mẫu quá thanh muôn loài. Chân linh mẫu xét soi vũ trụ, điển âm dương kết tụ anh nhi. Thượng tầng mẫu ngự phương phi, phân ra thiên địa trị vì chúng sanh. Địa mẫu truyền chân kinh tâm quyết, khí âm dương hội hiệp cùng nhau. Mưa hòa gió thuận tươi màu, quá xanh nhân loại ngạt ngào chân thân. Vậy ai mới bước lần đường đạo, phải giữ lòng hiếu
chiêu thảo trì tinh, lời châu mẹ dạy quyền linh, hoàng thiên xa tội hiển vinh tinh nhàn. Cầu lĩnh mẹ bảo toàn sanh chúng, độ nhân sinh giữ đúng hạnh thiên. Từ đây thiên địa phân riêng, âm dương chân khí linh nguyên chẳng rời. Nhật nguyệt tinh phương trời sáng tỏ, mái quyền di hiện rõ thần thông. Mẹ phân nam bắc tây đông, bốn phương tam hướng bao dòng càng khôn. Điển thiên mẹ bảo tồn trường cửu, chốn trung ương mẹ phủ địa châu. Linh quang chiếu sáng nhiệm màu, thiên tiên bảo dưỡng gồm thâu nhân lành. Phú quân mẫu trường sanh bất lão, tài cao minh sáng tạo quyền di. Thiên lung địa á diệu kỳ, tri âm phối hợp phục vi diệu đài. Thiên địa lập âm lai dương khứ, khí thần giao gìn giữ điển linh. Đất trời do tạo hóa sinh, pháp luân thuần chuyển siêu hình căn nguyên. Chính mẹ tạo tôi hiền chúa thánh, phủ điển linh chân tánh tâm thanh. Chẳng ngừng qua quá xanh xanh, thiên can thường chuyển dẫn hành địa chi. Thần giới khi tựa thì thai thánh, mẹ cứ mang canh cánh thập niên. Tình thâm mẫu tử thiên liêng, mười thu đúng nhật chia riêng quẻ hào. Trong bát quái phân vào tám hướng, tám quẻ cho mỗi hướng định ra. Sáu hào một quẻ đó là 384 tẻ ra các hào. Trúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng, thập niên trường chuyển dụng thánh thai. Minh quân xuất thế trần ai, sáu vị thiên tử phi tài viền mang. Mẹ phán vua thiên hoàng con trưởng, đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai. Nhân hoàng tam đệ thiên tài, còn ba vị nữa phân rài sao đây. Vua phục hy ngài hay biến qua, bát quái phân phát quả hiển linh. Chỉ rằng tám hướng tinh tinh, âm dương vua trụ quang minh vân đài. Vua thần nông phi tài ngũ cốc, sắc lệnh gieo cho ngọc khắp nơi. Đó là hạt giống của trời, sinh ra lúa gạo giúp đời an khang. Vua hiên viên tạo ban y phục, đem ấm no hạnh phúc vạn dân. Lưu truyền cơm áo chốn trần, để cho người thấy tâm thân thanh nhàn. Vũ trụ do mẫu hoàng xuất phát, mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên. Thượng thần bao phủ điển thiên, chẳng rời xa khỏi mẫu hiền dưỡng thanh. Nhìn biển cả trời thánh nước biết, khắp bốn mùa tám tiết trở xây. Gió ngàn bỏ lượng từng mây, quá xanh nhân loại có cây thu cầm. Có ngũ nhạc bóng trầm ngân trội, khắp muôn nước từ máu dưỡng xanh. Các đời dương đế đại danh, từ trong thân máu trưởng thành mà ra. Danh làm có năm tòa thắng cảnh, chốn lâm sơn tuyết lạnh sương rơi. Có cây cổ thụ sống đời, sắc dân trăm họ do nơi mẫu thành. Năm giống lúa tươi xanh dung dưỡng, sao thứ gạo dành thương
nhân sinh, nhân dân nó âm hiển kinh, sống nhà điểm mẹ viện linh phú đầy. Khi lìa thế gửi thay thân mẫu, sự quá sanh dời đổi vô thường, thân mẹ là chỗ tựa nương, từ huê tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn. Nào châu y vững thôn làng tính huyện, kìa lầu đài cung y điện quý nha, am chùa quán xa lập ra, hiền thần tiên thánh mẹ đà thương thân. Chư Phật bắt kim thân do mẫu, cả trân châu ngọc bữa đó đây, thiếu chi kẻ ước việc này, lòng tham mơ tưởng mấy ai đã thành. Loại kim khí bạc vàng quý bao, tất cả do mẫu tạo sức nghi ra, dương hầu vạn quốc gia gia, cũng do định mẹ ban ra tôn sùng. Người chốn thế yêu trong hưởng phước, ba quyền linh sao trước mẹ ban, dân an quốc tới thanh nhàn, để dương cung kính mẫu hoàng từ hôn. Nước nào bị dập dồn chinh chiến, cũng do nơi mẫu chuyển tán hành. Vậy ai nào biết đến danh, quyền linh quan điển mẹ dành đó đây. Có tạo lãnh the đầy lúa dài, cùng quá qua rau cải trái cây, nào là chua ngọt đắng cay, lúa ăn thuốc uống rừng cây ai thường. Thành ớt hẹ gừng đường tiêu tội, khắp nhân sinh ai khỏi bệnh đau. Quá thanh linh dược nhiễm màu, cao lương mỹ vị thiếu đâu vật nào. Lại có dân chanh dầu tương muối, suối nào bằng nguồn suối tình thương. Mẹ ban trăm vạn mùi hương, lá hơi tâm tốn viết đoạn trường dị con. Công lao mẹ phúc sơn khó tả, tình bao la biển cả khó hơn. Khổ đau từ hổ chẳng sờn, nó nào quên giúp nghĩa ơn cho đành. Vật ăn uống mẹ dành con đó, sản phẩm do mẹ quá tạo ra. Cần đai áo mão phù hoa, bạc tiền vận dụng biến ra hàng. Mẹ chẳng thấy một ai lầm tưởng, thần mẫu sanh ban thượng khắp nơi. Vật chi chẳng xót trên đời, mẫu không nghe có một lời nhớ thương. Trong vũ trụ tuần hoàn tạo quá, do mẫu sanh ra quả đĩa cầu. Biến dành sau ngã luân hồi, biết bao sáng vật qua màu tốt sinh. Kẻ thế đau rõ tình thâm mi mẫu, dầu hoàng thiên khó nổi xanh hơn. Trên trời mưa đổ từng cơn, dưới đất mẹ quá quyền chân phép màu. Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ, ngũ cốc dành quá độ nhân sinh. Có cây tươi thốt hương thanh, địa châu thấm nghe ngọt mưa lành phì yêu. Chân hơi nương thấu nhiều mạch huyết, bao tinh di sương tuyết giá băng. Đài mây gương tự phủ danh, gặp luồng quang điểm mây liền. Mưa tuôn xuống trần miền tỏa khắp, cù rồng kia trốn năm ngàn sông. Lãnh phần vận chuyển gió dâm, mẹ đà quang gió phong ứng hầu. Cù rồng ở xứ nào chẳng có, ẩn biển sâu làm cho chuyện mây. Điều do lệnh mẹ phán bài,
ân trên chiếu triệu dám dài cái đơn. Muôn thu vẫn nằm sau lòng đất, mẹ dưỡng nuôi âm chất quần khai. Nhọc nhằn nào quán đắng cay, điểm quan quyền diệu đêm ngày dưỡng sanh. Chốn dương trần con lành tỏa hương, bao nhiêu màu mẹ thương hồng ân. Tất cả do lệnh máu phân công, vậy chẳng thấy người trần ghi tâm. Mẹ thương con dạ thầm đau thắt, chẳng bao giờ nhắm mắt nghĩ đâu. Điện hoàng nếu mẹ rút nghi thâu, càng không vũ trụ địa cầu tiêu tan. Khi cả ngao trở ngang dùng dây, thiên địa đành chịu phải ra đôi. Dương trần như thể bèo trôi, cánh đời trong sóng thẳm sầu nạn tai. Ngoại càng không như lai tạm ẩn, chứ Bồ Tát tàn lẫn biển tâm. Từ vua chúa đến quân y binh, sẽ điều tận diệt nhân sinh điều tàn. Phương hướng đành tiêu tan tất cả, như ở trong lò quả bị tiêu. Muôn loài vạn vật bao nhiêu, ta hy đành chịu cảnh quạnh yêu khổ sầu. Mẹ phán truyền lời châu cao quý, ai sưu tầm diệu lý quang minh. Tâm thành khảo sắc chân kinh, thọ trì giảng nói chúng sinh hiểu rành. Từ tôn chiếu điển lành ban phước, sắc lệnh phê người được hiển vinh. Phi tài quyền diệu cao minh, mẫu hô từ gian đúc ngọc linh chi truyền. Nhập vào tâm kẻ hiền sang suốt, chân khi như ánh thuốc thiên liên. Mẫu cho phản bông hoàng nguyên, chân thần đúng nguyên hoàng xuất liền chẳng sai. Tình khi hiệp cho ai dưỡng tánh, gắn tâm tô hưởng cảnh thượng đài. Khai tâm trung chuyển đạo ngay, lý chân thông hiểu chớ rài bỏ phan. Cần quan tưởng sâu xa kinh mẫu, chớ khoe tài nóng nói mà chi. Chân kinh lệnh mẹ khó bì, quần thần văn gió chẳng khi lời vàng. Đại từ tôn mẫu hoàng cao cả, ân đức dày giống ngã đành sao. Tào nhân mặt khách anh hào, nông thương công sĩ nở nào lắng. Không đền đáp tôn thờ cung kính, nở vô tâm chẳng kính mẫu hiền. Thâm sâu nghĩa cả thiên liên, đành lòng bội bạc trên truyền lời châu. Chánh pháp đạo nhiệm màu ai rõ, giả đò như chẳng tỏ ngộ chiên. Phụ ân từ mẫu diêu trì, đọa đài muôn kiếp chẳng thì tái sinh. Muốn biết rõ tâm chân Phật mẫu, hãy lắng nghe lời mẫu phân rằng. Lão bà hỗn độn quá xanh, thôi còn mù mịt trước thánh chưa tường. Thiên địa chia âm dương chân khí, thập nhị muôn niên kỷ gian lâm. Tuổi thọ 9600, thời gian xuất thế khổ tâm nhọc nhằn. Muôn ngàn năm khuyên răng dạy dỗ, ngày biệt ly diệt độ chẳng ngờ. Mẫu hoàng từ giá con thơ, quá thân chấp nhoan phúc giờ chia tay. Hư không ngự mây đài thượng cõi, điển quang minh chiếu rọi khắp nơi. Quyền di biến qua chuyển đời, truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha. Chẳng thấy ai lệ xa nhớ mẫu,
sống trùng dương nào, ai để già vấn dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng có phiền cách, lòng ước mong quyết mạch trùng phùng. Sớm về điện ngọc diêu cung, con lành cố gắng hiếu trung tu hiền. Hỏi tí sử khai thiên tịch địa, giảng sự thành hiếu nghĩa di tiên. Trên kinh Phật mẫu diệu quyền, hơn 180 câu khuyên răn đời. Mỗi câu mỗi lời mẹ thuyết, cũng từ nguồn mạch quyết chảy ra. Gồm câu lời ngọc thiết tha, chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ chi. Khắp gia gia điều trì niệm mãi, thì mùa màng cây trái hoàng sai. Ấm no hướng lạc trần ai, cuộc đời chẳng bị nạn tai dập dồn. Điểm quan mẹ bảo tồn trường cửa, đổ con thơ hội đủ diêu cung. Nếu ai chẳng tin bất tùng, mùa màng ruộng rẫy sâu trùng bỏ ăn. Cuộc sống đành khó khăn đau khổ, nhân sinh lâm vào chỗ hiểm nguy. Không mong sống sót được gì, đại kiếp thủy quá phương thủy ngập tràn. Đại từ tôn mẫu hoàng cho biết, đúng chăng mười vào tiếng trời đông. Mẫu từ xuất hiện thần thông, vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh. Mẹ phổ hết điện linh quảng đại, tâm quyết như để lại chân linh. Kim ngôn siêu thoát quang minh, từ tôn bảo dưỡng chúng sinh an toàn. Là con hiếu đàn tràng cung kính, mỗi hằng niên nguyện thịnh mẫu từ. Đúng ngày thập bát trăng mười, gia gia tụng niệm người người trì kinh. Lập đại lễ hoa sinh trà hoa, dân hương đăng tất cả thiết tinh. Cùng nhau hội hiệp trì kinh, sớ dân từ mẫu chứng minh con lành. Nếu như có nhân dân hiền sĩ, truyền bá kinh nghĩa lý đủ đầy. Từ tôn đại thọ ân dày, cháu con hiền sĩ từ đây quy vàng. Hướng lộc thọ vinh sang phú quý, hạng phu nhân bần sĩ hiền thần. Truyền kinh phổ biến xa gần, gia gia vui hướng muôn phần ấm no. Mẫu sẽ ban cho con thảo, năm trái lành kế tạo lửa. Hai gái hiếu đạo thuần lương, đời đời nói dối tô đường tông môn. Nam nữ nào sùng tôn kinh mẫu, kính lễ ngài kỷ mẫu thành tâm. Mẹ ban phước lộc cao thâm, thiên xuân vạn đại hưởng âm đức dày. Sư vương nào hằng ngày cúng dâng, đàn tràng cầu bốn phía an ninh. Bảo toàn tánh mạng chúng sinh, mẫu hoàng phủ điện ứng linh lời nguyện. Quốc dân nào kiền thiền vọng bái, thọ trì kinh nhớ mãi thâm ân. Mẫu từ cho xuất thánh nhân, thông minh xuất chúng muôn phần quyền linh. Công đức mẫu vô hình khó tả, giàu lắm sơn biển cả khó hơn. Ai mà đắc nghĩa đền ơn, phải sùng am tự hòa sơn tượng hình. Rồi dâng lên hương linh thờ phượng, tạo lập thành tâm tưởng bái tôn. Diêu trì Phật mẹ linh hồn, hiếu tứ làm đặng y ngôn kim truyền. Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo, gan xuân tay tay tạo mau đi. Tùy gia phương tiện hữu di, chẳng
cần tiền bạc nhiều chi đâu nào. Mẫu chứng lòng thanh cao tâm hảo, sẽ ghi tên con thảo danh đề. Thẻ ngọc mẹ chuyện bút phê, tâm phàm quý sạch trở về diêu cung. Bởi vì con tận trung tận hiếu, đắc quả cao cửa khiêu khai. Con hiền thọ hưởng trường sinh, nhờ lòng quán đại quang minh tâm lành. Mẹ sắc tư phong danh muôn thuở, chánh quả thành dứt nở trần an. Ban cho cửa phẩm liên đài, trung ương thượng quốc về ngay đền vàng. Thành đại la nghiêm trang quý bao, phu phụ đồng đắc đạo kim thân. Mẹ ban thọ hưởng hồng ân, lưu danh bữa điện muôn phần vẽ vang. Đức từ tôn mẫu hoàng bảo dưỡng, trải hết tâm vô lượng vô biên. Người nơi cõi thượng thiên liên, độ cho quốc thới dân yên thanh bình. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Kế tiếp bài sám địa mẫu diệu kinh. Phật mở thi vô hình vô tướng, mẹ cầm quyền phạt thưởng nhân sinh. Ban ra lời ngọc chân kinh, khảo sắc đạo lý khai minh địa cầu. Thở hỗn độn một bầu không khí, còn mịt mù vô thị biết đâu. Phật nghe mẫu đã ngự đó rồi, phân ra thiên địa hoàn cầu chuyển xây. Mẹ đứng ra làm thầy trước nhất, đạo hoằng khai lời thật quyền. Phổ thông truyền bá chân kinh, phán bài phong tục nhân sinh sáng ngời. Chốn phàm trần đến đời quân hạ, mẹ giáng cơ bút tả chân kinh. Ai truyền ân tông phổ binh, mẫu hoàng bảo hộ cương đánh cửa trường. Người nào đầy lòng thương tiếp dẫn, giúp chúng sanh ngộ nhận đạo nhân. Dựng đời thành trị thượng quân, hết lòng chỉ giáo linh nhân tỏ tường. Khắp thế giới thập phương cung kính, ráng niệm trì nguyện thánh lời châu. Đắc thành sở nguyện mong cầu, vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm. Bắt già già tháng năm ghi nhớ, lưu truyền kinh từ thuở ban hành. Kẻ nào tụng niệm chân thành, thánh tiên đắc đạo rạng danh lâu rồi. Ai chẳng tin bất cầu ác cảm, chê bay rằng mờ ám không cùng. Đến khi vào lúc lâm chung, hồn mà linh kẻ ấy vô cùng khổ đau. Ngục a thì xa vào miên diễn, đọa đài người lắm biến dễ kinh. Xanh lòng nhạo ban ly kinh,
tội như biển cả mong manh thắm sầu. Gây nhiều lỗi thâm sâu đại hải, mẹ chẳng phiền phải trái gì đâu. Xét ra khắp cả hoàn cầu đều do lệnh mẹ pháp màu chuyển ra. Mẹ thương con vị tha tất cả, nào thấy ai để già sống thương. Đắng cay khổ nhọc ai tường, gió thông nói khổ đoạn trường biết bao. Trang nữ kiệt anh hào chí hiếu, bố cáo cho người hiểu rõ ràng. Đứng ra giải đáp lời vàng, cho người trần thế dương gian tri tường. Khắp thiên hạ thập phương chúng cảnh, nạn thiên tai phải quạnh nhiều sầu. Dập dồn nhiều cánh khổ đau, hòa tài trước mắt tránh đâu bây giờ. Mẹ thương con đề thơ phân tỏ, lại chẳng nghe ghi rõ lời châu. Cuộc đời thế sự bể dâu, mẹ đã tường tận đoán rồi tiên tri. Dầu khó khăn dĩa chi nguy khốn, mẹ bình trị chính tôn khắp nơi. Phán truyền bài tỏ bao lời, quá sanh hoằng đạo khai đời dưỡng sanh. Thật mẫu có phân rằng tất cả, 72 vị đã lãnh phần. Đương kim hành xử xa gần, vị nào cũng có thánh thần hợp chung. Duy mình máu chẳng cùng ai cả, khắp ở trong thiên hạ sư nào. Lập chùa tạo miếu đền cao, phụng thờ thần thánh ra vào cung đình. Còn ở đây riêng mình ai nhớ, đến tánh danh cũng chớ tường tri. Cõi trần chẳng có chi chi, một ngôi miếu nhỏ vậy thì cũng thân. Bởi chúng sanh bạc lòng chẳng nghĩ, nên cam đành khổ lụy sầu bi. Quanh năm bao cánh loạn ly, trời mưa không thuận đất thì không xanh. Mẹ thương con chẳng đành đoạn dứt, tình thiên liêng bút mật ghi rằng. Cả con lớn nhỏ nghe chăng, thọ trì kinh mẫu khó khăn cũng lành. Khắp nhân sinh điều hành tâm đạo, giúp cho đời cải tạo an nhiên. Chẳng luận cao thấp ngang bằng, dầu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh. 9 tuổi biết cung linh độc tùng, điển quyền di hữu dụng mẹ ban. Cốt nhục xa cách lạc đàn, mẹ cho tái hợp bình an xung dày. Vui trong cảnh bao ngày cách biệt, dầu chia tay cũng hiệp cùng nhau. Không phân ai bậc thấp cao, ai ai cũng được truyền trao kinh này. Khắp non nước Đông Tây Nam Bắc, phổ biến kinh để nhắc nhở lòng. Thập phương ba tánh rõ thông, nếu chẳng khứng thọ chắc không sanh tồn. Bao nguy khổ dập dồn đau xiết, nạn thiên tai thủy kiệt sơn băng. Chúng sanh ngã gục nhào lăn, lâm vào đại nạn thoát chẳng được nào. Hiện bây giờ ôm đau bệnh tật, sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê. Khắp trong tất cả thành quê, thay điều thọ nạn ê chề khổ thân. Bị nắng hạ
ngập hết phố sáng này ngã chết chẳng còn. Đối lòng quằn quại các con dậy khuyên răng nhớ lời son mẫu từ. Mẹ viên con tâm tư lời cuối gắn tâm tu thông suốt ly kinh truyền trao dạy nghĩa phổ anh cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời. Chúng con sẽ thấy đời hết khổ nổi trong năm phố độ đầu tiên. Mưa hòa gió thuận khắp miền mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai. Còn như đau lễ nhài kỷ mẫu lắm đàn tràng bay mẫu trì kinh dân đèn sắp thiệt quang minh từ tôn phủ điểm nhân sinh phúc dày. Mỗi trần có ba ngày mẫu kỳ hãy thành tâm bền chi cúng dường kính đàn đăng thủy hoa hương ngoài ra tất cả ngày thường khói lo. Việc cung kiên phải cho tình khiết cả cố gắng tu tha thiết cần chuyên lo tròn phận sự hằng niên 36 nhẫn kiền thiên trì kinh xâm lễ dẫn cung in tự mẫu trong các ngày kỷ mẫu lập đàn gồm có sao ngón đăng quang quá hoa tươi thắm hương tàm năm cây sau chung nước lập đầy đủ lễ cùng chung nhau họp để kính đàn thuyết kinh giải lý rõ ràng mỗi người đều định tâm an thọ trì. Ai xưa nào làm ý lời dạy định tinh thần tụng bãi miên kinh tiêu bao nghiệp chướng tội mình hướng đời quân thượng nguyện linh sanh tồn. Ai cố gắng sớm hôm trì tụng thêm hai thời chuyển dụng tâm thành mẹ ban quyền diệu điển thanh từ tay cứu chữa mạnh lành nổi da đức từ tôn truyền ra cho biết các con cần tha thiết ghi lòng lúa mạch gần chín đầy đồng hiện ra móng bạch hư không rõ ràng gió từ đâu thổi sang sức mạnh trong niên này gặp cảnh phong ba khổ sầu từ trẻ tới già chúng sanh phải chịu thiết tha cơ hàng nạn đói lạnh lầm than đau xiết là điềm trời ứng thiệt rõ ràng thiên đình thâu hạt lúa vàng thần linh ngũ cốc lĩnh ban về trời gieo quả cho cảnh đời khốn khổ tuy vậy mà có chỗ cũng chừa nơi nào kính mẹ sớm trưa trì kinh địa mẫu phước thừa bình mẹ bảo hộ vững vàng nơi đó được trúng mùa mưa gió thuận hòa ai từng phổ biến gia gia tuyên truyền kinh mẫu đứng ra giải bài phổ thông minh đủ đầy nghĩa lý mẫu sẽ sai các vị thiên thần gia thần ủng hộ ân cần đồng theo độ kẻ xa gần thành tâm được phúc lành tháng năm no ấm trên thiên đình ghi chấm phước ban nội gia kẻ đó thanh nhàn sẽ được thành phát vinh quang muôn phần thanh long bạch hổ thần cúng dáng phò ta người xứng đáng con lành từ tôn cho biết rõ ràng trăng mười thập bát giáng sinh trần miền đến giờ ngõ kiền thiền kính mẫu chẳng có nên dời đổi thời gian sữa mùi thình tức không an đúng
giờ nhất định lập đàn trì kinh. Cờ lệnh mẹ thương tình cứu khổ, phổ điển linh phổ độ chúng sanh. Các con tự hợp tâm thành, được ban màu nhiệm phúc lành khắp nơi. Mẹ hiện thân xuống đời tri chứng, phương hương nào bền vững chí tâm. Thường hành kinh mẫu diệu thâm, ngày đêm thành kinh tháng năm thanh nhàn. Còn lo chi mùa màng chẳng trúng, gia nào hay trì tụng kinh này, phước lành sẽ được hưởng ngay. Thẳng thiên đắc quá chẳng sai chẳng lầm, hương vi tế cao tâm lộc cả. Thọ hương đăng trà quá vinh sang, chân kinh của đức mẫu hoàng, gồm bao diệu lý lời vàng ngọc châu. Kinh địa mẫu đứng già bậc nhất, chẳng tường phân ý thức suy tầm. Người đời còn bởi mê tâm, chẳng nên khinh dễ lỗi lầm tội ma. Ai tỉnh ngộ lập đàn cung kính, thọ trì kinh nghiêm chính cúng dường. Nạn tai nghiệp chướng lỡ dương, một ngàn muôn kiếp thoát đường trầm luân. Kinh địa mẫu thâm nhuần đạo lý, gắng cần chuyên nhiệm kỹ lời khuyên. Hằng ngày rồng rã khấn nguyện, được nhiều công đức tội liền tiêu tan. Kinh mẫu hơn muôn ngàn kinh khác, ai chí tâm hiển đạt phúc lành. Rõ thông từ chữ hiểu rành, người già đó sẽ được mẹ dành hồng ân. Điển quyền linh xa gần chiêu tỏa, phong hào quang khắp cả bầu trời. Thương người hiểu rõ từng lời, tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu. Ai thông đạt từng câu nhiễm kỳ, đã tri tường nghĩa lý diệu kinh. Có thể gọi sạch tội mình, bao nhiêu nghiệp chướng quan tình tiêu tan. Như ai rõ từng hàng mẫu dài, qua nạn tay sắp sải đến mình. Lại còn hướng được phước vinh, tâm tài lộc thọ hương đinh thanh nhàn. Nếu ai hiểu được toàn kinh quyển, thì đích danh mẫu chuyển điển quan. Luôn được phước lộc bình an, đời đời kiếp kiếp mẹ ban phúc dày. Như nghe thuyết kinh này chẳng tưởng, lại bỏ qua không lượng tường tri. Mà lòng chẳng khấn thọ trì, bị khép vào tội khinh khi Phật trời. Tội vị ban bao lời xúc phạm, lâm vào cảnh khóc thảm sầu than. Ngày ấy chẳng có kiêu oan, phải đành dương tội gian nan ngục hình. Dân nước nào chẳng tin lời mẫu, sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha. Đại kiếp thủy quả phong ba, thải điều chết xuôi đâu mà còn chi. Lòng mẫu từ nghĩ suy đau xiết, muốn hư vĩ đại kiếp phong ba. Nạn thủy quả sắp xảy ra, thương cho sanh chung phải xa cảnh sầu. Ngắt chung chẳng quay đầu trở lại, tuân theo lời mẫu dạy trong kinh. Mẹ muốn bỏ sổ tử hình, vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều. Mẹ tin mãi bao điều phương kế, chẳng đành lòng bỏ phê lãng. Tình thương vô bến vô bờ, là
làm sao cứu được con thơ trở về. Mẹ dùng trước màu phê sắc lệnh, phán phân rằng chỉ định thế này, truyền thần thiện ác đến đây, chia làm hai phái nước mây xuống trần. Người hung dữ ác thần dẫn dắt, nhập cùng chung kẻ bất lương tâm. Độc ác tàn nhẫn đa dâm, chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi. Bất hiền lương phương phi quân tử, thiên thần gom lại giữ một nơi, đưa vào chánh giác kịp thời. Ngày đêm tu niệm quên đời gian, chờ đến ngày hạ màn chung của mẫu sẽ giải ra một cái chài. Dù cho thiện ác phân ai tâm, thâu tất cả một chài nhốt chung. Liên lụy kẻ tận trung hiếu thảo, người tu hành học đạo kinh tâm, chừng đó mới thấy diệu thâm. Mẫu từ sẽ chuyển huệ tâm trẻ lành, đưa sông xót nhàn thanh đủ tri, biết tường phân chánh lý đường tà. Thiện gần ác lại tránh xa, từ đó các đạo mở ra khai hoàng. Đồng xuôi lòng ăn năn quy tự, chánh đạo mẫu hội đủ đem về. Chẳng còn chia rẽ khen chê, phân ra nhiều mối khó về trường phân. Hình tướng chài phép thân màu nhiễm, mẫu tả ra những điểm rất cần. Nhị thập bát tu phân thần, phủ dây chánh bát giáp bằng chánh. Còn phương hướng tây nam tây bắc, các vị thần giáp mặt bóng bào, gồm 60 vị tài cao. Mẫu từ phán lệnh truyền trao lời vàng, tuân lời dạy thiên can 10 vị thập nhị thần định chỉ địa chi. Tất cả tình tu các vị ủng hộ hoàng đế thái vi hoàn toàn. Đức từ tôn mẫu hoàng điều khiển, phần lôi công lôi điện tam phương, phần thần chân phủ vi thường, 64 quẻ tỏ tường diệu thân. Hiện nguyên hình tay cầm binh khí, đứng vàng ra trực chỉ đó đây. Khắp trong thiên hạ đủ đầy, trận đồ của mẫu lập xây hạ miền. Cõi trời nam từ niên đinh hợi, đang điền thân dậu mới thiệt rồi. Biết bao quyền bí nhiệm màu, tại nơi hạ giới thảm sầu thiết tha. Mẫu từ búa thiên la địa dòng, sức đại hùng giang động kinh hồn, làm cho thiên an địa ôn, thần sầu quý không giống toàn thám thương. Còn tứ đại thiên dương tiếp lệnh, bốn cửa trận mẫu định trấn an. Tám vị thần lực kim can, xông vào trận qua pháp đàn thần âm. Làm trời đất hỡi không nghe ngã, nhìn nguyệt tinh châu quả đảo xoay. Cũng như trong trống lăng quay, thế rồi lặng mất không ngày hiện ra. Mẫu thâu lại yêu tà lăng mì, kẻ bất lương phải bị luật hình. Hồ phong quang gió lôi
làm cho sông nấu nước mình mừng tràn. Lửa dậy khắp dương gian nguy khổ, trận cuồng phong bão tô khắp vùng. Máu tận diệt đưa bất trung, sự người bất nghĩa chẳng dung tha nào. Đến chừng đó vàng thao mới rõ, máu thâu sông ngày đó bình an. Nước sông sông lặng gió tan, sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuận. Chỉ còn người hiền lương sống sót, kẻ thiện lương được thoát khỏi dòng. Thế là máu dũng quyền công, diệu pháp qua biến thần thông lẽ làng. Kinh đô có sen vàng đua nở, bốn phía dòng khắp ở thị thành. Các con hiếu thảo hiền lành, đến chừng khi đó mẫu dành hồng anh. Được đổi xác kim thân bất hoại, chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên. Chứng đặng đại la thiên tiên, bởi nhờ cố gắng tu hiền. Hỏi bàn đào thưởng đồng tất cả, các con nào đắc quả dữ dào. Thế rồi vĩnh viễn về sau, chẳng còn chuyện kiếp khổ đau trần miền. Chúng con được niên niên bất tử, khôi lạc tiêu diêu nữ cánh nhàn. Giống cánh diêu điện mẫu hoàng, luôn hướng lộc tỏ phước an cứu trường. Phật mẫu ngỡ trên thượng từng cõi, hoằng khai dưỡng nhân loại bảo toàn. Hết lòng quảng đại sắc son, quá xanh dài gió các con phản hồi. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng nhân kinh. Kế tiếp bài kỳ này, kiên thiền dòng bái mẫu hoàng, chuẩn chỉnh đạo giáo sách an dân tình. Độ người khỏi chốn u minh, dòng cầu bái mẹ nhờ tình xót thương. Chúng dân tay quả đa dương, lại mẹ dạy dỗ mới tường thiên. Do cực từ tôn tây thiên ba chủ, dương cung tây mẫu đê đầu lại tạ từ ân. Hào quang rọi xuống hương lân tỉnh thành, khắp trong dân chúng làm lành. Thương yêu đừng giúp chẳng đành bỏ nhau. Mây lành rọi tỏ năm màu, có cây tươi tốt lào lào thái dương. Yên vui bôn bể mây tường, cơ trời sắp đặt luân thường dễ dàng. Diêu trì chúng chỉnh sửa sang, ba nguồn về cõi một đàn chánh quyên. Kiền thiền dòng bái từ tôn, chúng đi tam giao mới toàn lý can. Ơn trên cam lộ rào rào, chúng con nguyện dòng ước ao thay bình. Lại cầu mẹ ở thiên đình, độ an dân chúng pháp linh tỏ tường. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng
sám hối chư trì hoàng mẫu. Cúi đầu con đảnh lễ mười phương, nguyện cầu sắc mẹ an khương muôn đời. Lễ trên ngọc đế cha trời, diêu trì địa mẫu mẹ thời chứng minh. Các con tội lỗi muôn nghìn, đêm nay sám hối tội tình tiêu tan. Lễ trên tam giáo đạo tràng, già lam cổ Phật hỷ quan con nhờ. Lâu năm con lạc ngũ xa bờ, nếu theo chân mẹ cuộc đời an vui. Từ đây đạo lý thêm mùi, xưa tâm tu niệm lao chùi thanh bay. Lễ trên bàn cổ sơ khai, vô thủy về mẫu mẹ thời chứng minh. Độ con hồn xác nhẹ mình, từ nay con sửa đổi giữ gìn đạo nhân. Nay con dẹp dẫn bỏ hờn, dứt điều phiền não kéo đời từ bi. Lễ trên đức mẹ diêu trì, muôn ngàn tội lỗi mẹ thì thứ tha. Các con tội lỗi hà xa, nào là lỗi mẹ lỗi cha, lỗi chồng lỗi vợ vậy mà quá dài. Lỗi trong huynh đệ hằng ngày, đêm nay sám hối tội dài tiêu ta. Vì con mến chiếu vào sáng, cho nên cực khổ gian nan đủ điều. Nay con nguyện bắt cầu kiều, đưa đời giải thoát dắt nhiều từ bi. Lễ trên mẫu mẹ cung ly, tội chi mẹ cùng hỷ xá cùng là thứ tha. Lễ trên từ phụ Thích Ca, pháp lành ban rải con mà lục thông. Từ nay con mở cõi lòng, nguyện con thoát khỏi cái dòng bào thai. Lễ trên hội đồng chư Phật bồng lai, chứng minh nam nữ gái trai tu hiền. Tu cầu cho thất tổ cửa huyền, ông bà cha mẹ chầu miền Tây Phương. Muôn ngàn cực khổ gió sương, con đây cũng nguyện ăn tương trọn đời. Lễ trên 36 vị từng trời, 72 từng địa phú mẹ thời chứng minh. Tu cầu cho thế giới hòa bình, vạn dân an lạc sửa mình lo tu. Nguyện đời tha hết tội tù, nguyện trong nhân loại thiên thu thanh nhàn. Nguyện trong khắp cả Nam Bang, quan quân lớn bé lo toàn tu hành. Nay còn lắm giữ làm lành, tránh xa muôn điều tội ác sẵn dành từ bi. Từ nay con dứt bỏ tâm sân si, dứt điều phiền não quy tâm vàng. Nguyện cầu trong xóm trong làng, nguyện ai cũng biết lên thoảng Tây Phương. Lại cùng ngọc đê xóm thương, thư tha còn trẻ khỏi tay ương hề hồng đời. Nguyện tâm trắng đổi chẳng dời, ra tay cứu thế giúp đời hạ quân. Dầu cho cực khổ không sợ, nguyện cầu thế giới bỏ hờn lo tu. Nay con đã bỏ phàm phu, nhất tâm theo mẹ ngao du niết bàn. Nguyện con hồn xác nhẹ nhàng, ra đời cứu thế dẫn đàn đệ huynh. Nguyện trên long thần hộ pháp quay linh, ủng hộ các con nguyện giác ngộ kỳ ba. Lại trên cổ Phật Di Đà, giúp con ra khỏi hô sinh trầm ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ta Bà, điều ngự chứng mà các con. Nam mô Quái Linh Diêu Trì Hoàng Mẫu, cứu độ chúng sanh qua cơn tai biến, nhân dân an cư lạc nghiệp. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Phật chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Kim Kim Sám Hối Ngọc Bàn Thượng Đế. Cúi đầu con lại tạ cha lành, các con sám hối lập thành đạo nhân. Dầu cho cực khổ không sờn, cúi xin thượng phụ ban ơn con nhờ. Vì con đưa dạy đưa
thờ sinh trong mạt hạ đập giờ khổ đau. Cúi đầu xin mẹ dồi trao linh căn nhân tánh được vào lòng qua. Con cúi đầu cầu lại mẹ cha độ các con dưới thế cho qua bể trần. Tu hành giữ dạ ân cần, giữ tâm thanh tịnh không còn sân si. Lại cầu trên đức từ bi Quan Âm cứu khổ độ nay tai nạn. Dắt dìu con dài muôn ngàn, bao nhiêu nghiệp quá xa dùm cho qua. Lại cầu tiên Phật Thích Ca, đức Phật Di Đà xá tội cho các con. Từ đây chi dốc lòng son, các con lo tu niệm cho mòn tội các con. Ngày nay tội lỗi đã mòn, cuối xin cha mẹ dắt các con trở về. Long qua các con được hầu kề, cuối xin thượng phụ dẫn các con về ngôi xưa. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Nhất Tâm Thành Kinh. Bài đưa đến mẹ hồi cung. Trước hương đăng trà hoa lễ kính thành, con bái tạ mẫu nghi. Mẹ là đại đức từ bi, vì thương con dạy mới đi xuống trần. Lời cho ngọc mẹ anh cần dạy biểu, tiên đá vàng con mới hiểu thiên cơ. Dắt con chỉ bên chỉ bờ, lo tu trọn đạo đặng nhờ thiên liên. Này các con biết tâm chi tình, giữ một lòng nhẫn nhịn lo tu. Giờ này là tiết âm u, điểm linh mẹ giang xuống ở trần độ con. Cho con biết cũng mi son bờ bên, đồng cùng nhau dắt đến trường thi. Gia trang sắp đặt an bài, thanh trà hoa quá lễ bài kính dân. Con lớn bé chúc mừng hoàng mẫu, cầu phước dư cho Nam Việt cửa ngôi. Giờ này cầu nguyện đã rồi, lại đưa điểm mẹ phán hồi diêu cung. Nam mô vô thượng không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Bài hồi hướng. Phần kinh con mới đọc rồi, nguyện sinh phước đất dung bồi chúng sanh, cho người thức tỉnh tu hành. Bên bề phúc chốt biến thành ao sen, ly kinh sang suốt như đèn rọi vào tâm trí tôi đèn sáng liền. Tụng kinh địa mẫu có duyên, gặp người tri thức bạn hiền đồng tu. Ngày ngày tinh tấn công phu điện, quan mẹ chiêu linh căn sáng ngời. Quy sinh Phật mẫu chứng lời, tâm ma nguyện quyết chi căn công tu trì. Nam mô vô thượng không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Tam quy quy Phật mẫu cứu trần thế, nguyện sinh phước đức dung bồi chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ biết đường Phật tiên. Quy pháp là phương giải thoát, biển quyền linh bữa khắp trần gian. Sửa tâm chứng đắc kịp giờ, linh căn mẹ điểm hội kỳ lắm qua. Quy tăng chân truyền mẫu dạy, phải ăn chay với luật nghiêm trang. Hữu hình giả tạm luân hồi, dư di thường cánh trở về thiên cung. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh.